Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Sau khi biết được sự thật về cái chết của phụ thân, thì Nhận Tuyết vô cùng tức giận. Nàng vô cùng hận Bibi Đồng và cho rằng bà ta không xứng là mẫu thân của mình. Vậy nhưng Bibi Đồng lại không quá quan tâm tới chuyện đó, còn lên tiếng thách thức. Như vậy thì sẽ thế nào? Với thực lực bây giờ của Thiên Nhận Tuyết, hoàn toàn không phải đối thủ của bà. Lời thách thức này làm cho Thiên Nhận Tuyết tức giận phản bác lại, nhắc lại nỗi đau bị người khác tước quyền lực ở Sa Lăng Quan. Bibi Đồng cũng rất bất ngờ vì những lời này, lý do chính là vì sao Thiên Nhận Tuyết lại biết được. Sau khi suy nghĩ thì đưa ra kết luận rằng Thiên Đạo Lưu vẫn luôn lợi dụng mình. Trong khi bản thân dốc hết tâm tư thành lập đế quốc, sắp thâu tóm cả thiên hạ. Vậy nhưng Thiên Đạo Lưu lại sai bảo 6 vị cung phụng cấp đi quyền lực. Bibi Đồng cho rằng những chuyện này đều là vì để cho Thiên Nhận Tuyết trở thành chủ nhân thực sự của đế quốc. Thiên Nhận Tuyết không phủ nhận, bây giờ bà nhận ra những chuyện đó thì đã quá muộn rồi. Nàng cho rằng chỉ có bản thân mình mới có thể dẫn đầu vũ hồn đế quốc thống nhất đại lục. Còn về phần mẫu thân của mình thì sẽ từng bước mất đi quyền lực mà bản thân để ý nhất, sau đó sẽ cảm nhận được mùi vị thống khổ là gì. Bibi Đồng nghe vậy cũng chỉ mỉm cười một cách đầy chế giễu, đúng là ngông cuồng mà. Hôm nay, thiên đấu có họ Thiên Tông từng trợ, chẳng lẽ nàng ta cho rằng dựa vào mấy cái tên cùng phụng thì có thể đối phó được bọn họ sao? Nếu không có bà trợ giúp thì chỉ dựa vào thực lực của nàng bây giờ, e là chẳng còn đánh lại Đường Tam. Lời này lại chọc tới nỗi đau của Thiên Nhận Tuyết, nàng ta khẳng định chắc nịch, kể cả không có Bibi Đồng thì nàng vẫn có thể thắng được Đường Tam như thường, bà cứ chờ xem. Bibi Đồng liền thách thức, trước tiên hãy thử xem nàng có thể vượt qua bà hay không. Dứt lời liền tung ra Tử Vong lĩnh vực, Thiên Nhận Tuyết cũng lấy ra Thiên Sứ lĩnh vực, hai loại lĩnh vực nhanh chóng va chạm vào nhau. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết liền cầm kiếm lao tới tấn công kịch liệt, định dồn Bibi Đồng vào chỗ chết, vậy nhưng đối phương lại thản nhiên tránh né, sau đó dễ dàng tặng cho nàng ta một chưởng. Nàng ta không chịu thua nên tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên càng đánh lại càng rơi xuống thế yếu, kể cả khi đã sử dụng ra hồn kỹ thứ 8 thì vẫn không chiếm được lợi thế trước Bibi Đồng. Sau đó thì liên tục bị ăn đòn. Bibi Đồng mỉa mai, thực lực của nàng cũng chỉ đến mức này thôi sao? Vừa dứt lời liền tung ra hồn kỹ đánh cho Thiên Nhận Tuyết nằm sấp mặt. Nàng ta gắng gượng đứng dậy, trong lòng tự nhủ bản thân tuyệt đối không thể thua, càng không thể để thua bầy Đường Tam. Nếu bây giờ ngay cả Bibi Đồng còn đánh không lại thì làm sao có thể chiến thắng được Đường Tam? Ý chí quyết tâm đó giúp cho Thiên Nhận Tuyết vực dậy, thân thể được tiếp thêm sức mạnh. Chưa biết kết quả thì phim đã chuyển cảnh tới nam chính của chúng ta. Đường Tam đang đối mặt với ám ma tà thần hổ, hai bên đang lườm nhỏ toát lửa. Sau khi đã phân tích xong vấn đề, Đường Tam liền quả quyết. Bất luận như thế nào cũng phải ép cho con hồn thú này tung ra kỹ năng, nếu không thì tình thế của hắn quá bị động. Hắn nhanh chóng lấy ra hồn kỹ thứ 3, sẽ thành một tấm lưới định bảo vệ tên kia lại, sau đó tiếp tục sử dụng làm ngân hoàng để chặn đường lùi. Nhưng ám ma tà thần hồi chỉ cần bạo phát lực lượng và lĩnh vực liền có thể hóa giải được chiêu thức của nam chính, còn cắt đứt tinh thần dò xét của hắn rồi lấy tốc độ nhanh như sấm sét lao tới tấn công. Đường Tam cũng không cam chịu bó tay chịu chết nên lập tức tung chiêu tấn công ngược lại. Đáng tiếc là tất cả công kích đều không thành công. Hai bên cứ như vậy so thủ một hồi, nhận ra con hồn thú này có sơ hở, hắn liền dùng kỹ năng khống chế nó lại, thời gian bị choáng 3 giây là đủ. Rất nhanh sau đó, hắn cũng lấy ra Hạo Thiên Truy của mình, rồi lao tới tặng cho ám ma tà thần hồ một chùy. Nhận ra bản thân đang bị nguy hiểm, nó liền bộc phát lực lượng hắc ám ngăn cản và đẩy lùi Đường Tam về sau. Tính tới thời điểm hiện tại thì con hồn thú này đã bộc lộ ra 3 thuộc tính, đó là phong, lôi và tà ác. Đúng quả thật là rất khó đối phó, vậy nhưng điều hắn không thể hiểu được là tại sao bị choáng váng mà vẫn cản lại được Hạo Thiên Truy của hắn. Sau khi quan sát kỹ càng, hắn cũng phát hiện ra lý do là nó bộc phát luồng khí màu đen trong nháy mắt. Chắc đây là chiêu phòng ngự. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đường Tam lập tức đánh ra thức thứ nhất của Hoàng Kim Thập Tam Thức, đẩy lùi ám ma tà thần hổ. Sau đó là thức thứ hai đánh cho đối thủ sấp mặt. Ám ma tà thần hổ cố gắng đứng dậy tấn công bất ngờ. Đường Tam sớm đã có chuẩn bị nên cũng tung chiêu chặn đòn. Đáng tiếc là uy lực của đối thủ vẫn còn lớn hơn một bậc, cho nên nam chính lập tức bị đẩy lùi. Đánh qua đánh lại một hồi thì vẫn chưa phân thắng bại. Ám ma tà thần hổ muốn thừa cơ hội này để kết liễu Đường Tam. Nó tung ra lĩnh vực thứ hai, cuốn nam chính vào trong đó. Thân thể hắn xuất hiện ở một vùng u ám. Kế tiếp là liên tục tung chiêu tấn công dồn hắn vào thế khó. Đường Tam nhanh chóng tránh né, bản thân hoàn toàn rơi xuống thế yếu. Có thể nói rằng tình thế hiện tại của nam chính vô cùng hung hiểm. Và Đường Tam sẽ làm gì để thoát khỏi thế cục hiện tại? Hãy đón xem tập tiếp theo để biết đáp án nhé. Tập phim tới đây là hết rồi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.